Kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít Thái cập nhật trưa ngày 12 tháng 12 2023 giá có biến động nhẹ. Tại Tiền Giang kem lớn 16.000, kem nhì 7.000 và kem 36.000 đồng. Mít chợ có giá 3.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An kem lớn 15.000, kem nhì 6.000, kem 35.000 và mít chợ là 2.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang kem lớn 14.000, kem nhì 5.000, kem 3 từ 3 tới 4.000, mít chợ 2.000. Vĩnh Long, Trà Vinh kem lớn 14.000, kem nhị 5.000, kem 3 4.000, mít chợ 2.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận kem lớn 8.000, kem nhỏ 4.000, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương kem lớn 12.000, kem nhỏ 6.000, mít chợ 3.000. Ở Tây Nguyên, kem lớn 11.000, kem nhỏ 4.000, mít chợ 3.000. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.